Dạ Thành Nguyên, mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Thành Nguyên kết nối yêu thương. Dạ kính thưa quý vị, Thành Nguyên vừa mới từ nhà anh Hải và chị Thức về, về lại khách sạn để nghỉ ngơi một chút xíu. Thì cái khi mà sáng nay, sáng nay Thành Nguyên có tới đó cùng với anh Xuân Dũng để tới thăm hỏi gia đình và trao thêm một số tiền nữa của các mạnh thường quân gửi cho anh Hải. Thì trong cái lúc mà Thành Nguyên livestream để mà công bố cái danh sách mà các mạnh thường quân ủng hộ đó, thì cái mạng nó bị rớt hoài. Thành ra là Thành Nguyên lại phải nhờ anh Dũng cầm cái máy cho Thành Nguyên và quay lại cái clip này. Thì bây giờ thì Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để kiểm tra lại cái danh sách mà các cô chú, các anh chị trong và ngoài nước ủng hộ lần này là lần thứ hai cho gia đình của anh Hải nha. Và sau clip này, chiều nay Thành Nguyên lại ghé qua để trao thêm một số tiền nữa, là lần thứ ba trước khi Thành Nguyên về lại Sài Gòn. Thì thực sự ra là từ chiều tối ngày hôm qua, sau khi mà Thành Nguyên livestream về hoàn cảnh của gia đình anh Hải và chị Thức đó, cho tới trưa sáng và trưa ngày hôm nay, thì Thành Nguyên nhận được rất là nhiều tin nhắn và cuộc gọi của quý vị. Và Thành Nguyên rất là rối, bởi vì là chưa bao giờ làm kế toán như căng thẳng như ngày hôm nay. Bởi vì là người thì có những cô chú anh chị mà mạnh thường quân của Thành Nguyên cũng thời gian dài đó, rồi cũng chưa có gửi tiền về kịp, thì nhờ Thành Nguyên đứng ra ứng cho. Rồi cũng có những người mà ba tài khoản, rồi người này gửi tài khoản này, rồi chú kia gửi tài khoản kia, cô nọ gửi tài khoản khác nữa, là ba tài khoản mà Thành Nguyên phải cộng trừ nhân chia, rồi phải ghi chép ra. Có những người, có những cô chú thì ghi rõ nội dung, nhưng có những người chỉ ghi mỗi số tiền thôi, chứ không có ghi là gửi cho ai, tên người gửi là tên gì đó. Làm Thành Nguyên rất là rối và rất là đau đầu về cái vụ này. Và rồi vừa giải quyết việc tiền bạc chưa xong, thì rồi cũng có những người gọi điện để hỏi han, an ủi, động viên. Rồi cũng có những người nhờ Thành Nguyên thăm hỏi những cái hoàn cảnh mới. Đó, thì rất là rối quý vị, rất là rối. Cho nên là nếu như mà Thành Nguyên có đọc sai sót hay là thiếu sót một cái tên của mạnh thường quân nào đó, và thiếu sót của ai đó, thì Thành Nguyên cũng rất là mong quý vị hãy liên hệ lại với Thành Nguyên nha. Rồi còn bây giờ thì Thành Nguyên mời quý vị cùng xem lại clip mà Thành Nguyên nhờ anh Xuân Dũng ghi hình lại cái khúc mà Thành Nguyên trao tiền cho gia đình của anh Hải nha. Rồi đây, kính thưa quý vị, Thành Nguyên xin đọc lại cái số danh sách mà các mạnh thường quân đã ủng hộ qua kênh của Thành Nguyên nha. Thì ngày hôm qua đó là Thành Nguyên có tới đây và có trao trước được 6 triệu của hai sư cô, đó là sư cô Diệu Tâm và sư cô Diệu Hưng ở Mỹ, là 6 triệu đồng. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên tiếp tục ghi nhận thêm, đó là những mạnh thường quân như sau. Chị Ánh Hồng ở Úc 2 triệu. Một mạnh thường quân giấu tên ở Đài Loan 2 triệu. Cô Bảy ở Úc 100 đô. 100 đô Úc đó quý vị, là đổi ra được 1 triệu 7. 1 triệu 660 ngàn, Thành Nguyên làm cho tròn 1 triệu 7. Cô Cami ở Mỹ 3 triệu. Một mạnh thường quân giấu tên 200 ngàn đồng. Chị Đặng Thị Tình 500 ngàn đồng. Chị Nguyễn Bảo Sương 200 ngàn đồng. Em Thành ở Đồng Hới 100 ngàn đồng. Anh Vũ Xuân Hải 300 ngàn đồng. Chị Bùi Thị Thu Hiền 100 ngàn đồng. Cô Nguyễn Thái Hành 500 ngàn đồng. Chị Mỹ ở Sài Gòn 2 triệu. Chị Trang ở Mỹ 5 triệu. Chị Lê Thị Thu Hồng 2 triệu. Anh Huy 1 triệu. Chị Phạm Minh Thi ở Mỹ 300 đô. Chị Hiền 200 ngàn đồng. Vợ chồng anh Thuần, chị Như Út ở Gò Công, Tiền Giang 1 triệu. Anh Nguyễn Đình Thắng 300 ngàn đồng. Cô Hương 200 ngàn đồng.
một tài khoản là Mai Lê gửi cho Đôn Trần ở Mỹ 3 triệu. Anh Hồ Quốc Toàn ở Đà Nẵng 400.000 đồng. Cô Kim Lập 1.500.000 đồng. Lê một tài khoản tên là Lê Vi Tâm 6 triệu đồng. Dương Thị Tâm 300.000 đồng. Và đại gia đình của chị Loan Thi đó là chị Kim Nguyễn, chị Lisa Nguyễn, chị Mina Nguyễn và cô Su, mẹ của chị Loan Thi, mỗi người 50 đô, tổng cộng 4 người là 200 đô. Dạ, rồi chị Nguyễn Thị Thu Hường 500.000 đồng. Tổng số tiền mà Thành Nguyên tính ra quy đổi bằng tiền Việt là 44.650.000 đồng. Dạ, thì nhân đây thì Thành Nguyên cũng rất là cảm ơn các cô chú, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng Thành Nguyên từ ngày hôm qua tới giờ. Sau khi mà Thành Nguyên đưa cái clip của Thành Nguyên lên thì ngày hôm qua Thành Nguyên nhận được rất là nhiều cuộc gọi, tin nhắn cũng như là cái sự yêu thương đùm bọc của quý vị dành cho gia đình của anh Hải và chị Thức đây. Một lần nữa Thành Nguyên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đây 44.650.000 đồng này thì Thành Nguyên sẽ xin một cái bao thư được không ạ? Cho em xin cái bao thư ha. Dạ, đây quý vị, đây là 40 triệu là Thành Nguyên làm ra cho thế này cho dễ tính. Và 4.650.000 đồng thì Thành Nguyên bỏ lẻ ra vậy ha. Đây là cái micro của anh nha. 44.650.000. Dạ. Dạ. Chào bác. Thì bọn con thì ở thành phố Hồ Chí Minh ra. Dạ. Nhưng mà quê thì anh em mình chung hết, thành ca sĩ Thành Nguyên đây thì quê ở Nghệ An. Dạ. Cháu thì Quảng Bình. Dạ. Thì biết được cái câu chuyện thứ nhất là bà con ở miền Trung lũ lụt vậy đó. Thì bọn con thì ra để hỗ trợ cho bà con. Rồi cũng biết gia đình cũng có chuyện buồn thì cũng thay mặt các bà con trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng gửi lời chia buồn đến gia đình. Dạ. Sau đó thì cũng muốn hỗ trợ với gia đình một chút, gọi là để phù cho gia đình trong lúc mà khó khăn nhé. Dạ. Hôm nay Thành Nguyên cũng đã giúp đỡ, hôm nay thêm số tiền cũng hơn 44 triệu nữa. Thì tổng số tiền mà Thành Nguyên hỗ trợ là trên 50 triệu rồi. Dạ. Đó là từ lời kêu gọi của Thành Nguyên. Dạ. Cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn ban điểm lễ thân cảm ơn mời thân văn và thân mì. Thay mặt gia đình xin cảm ơn các tổ chức trong và ngoài nước và các mạnh thường quân và các thầy đã giúp đỡ cho gia đình cái lúc là gặp khó khăn hoàn nạn. Thay mặt một lần nữa thay mặt gia đình xin cảm ơn. Dạ đó, kính thưa quý vị, vào đây Thành Nguyên phát wifi không có được nha quý vị. Cho nên là bây giờ Thành Nguyên chỉ có quay hình lại như vậy cho quý vị xem thôi. Dạ. Đây, Thành Nguyên quay cho quý vị xem một vòng cái ngôi nhà và cái khu đất của anh Hải ở đây. Thank you.
Rồi bây giờ thì Thành Nguyên cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị nha. Và hẹn gặp lại quý vị trong buổi chiều tối hôm nay. Thành Nguyên sẽ tới trao thêm một số tiền lần 3 nữa cho gia đình của nhà anh Hải và chị Thức.